giáo phận Bắc Ninh quan đến ngày lễ tấn phong giám mục cho đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang, đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SG. Giám mục chính tòa Bắc Ninh đã công bố cho mọi thành phần trong giáo phận tin vui về ngày lễ tấn phong giám mục sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ ba, ngày 14 tháng 12 2021 tới đây. Vị giám mục phó với quyền kế vị đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã được đức giáo hoàng Francisco bổ nhiệm vào 30 tháng 10 năm 2021 vừa qua. Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang chọn khẩu hiệu gặp gỡ lắng nghe phân định, trích từ bài giảng khai mạc thượng hội đồng giám mục thế giới lần 16 của đức giáo hoàng Francisco vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Khẩu hiệu nói lên những việc mà mỗi tín hữu, đoàn thể và giáo xứ cần làm trong tương quan với Thiên Chúa và với nhau để đảm bảo tính hiệp hành trong việc sống đạo và truyền giáo. Hình ảnh huy hiệu gồm một thánh giá gồm hai thanh. Thanh đứng được diễn tả bằng hình ảnh một thanh tre vàng, liên tưởng đến hình ảnh thánh gióng dùng bụi tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Và ý tưởng từ bài phỏng vấn của giám mục tân cử Hoàng Văn Đạt năm 2008 nói về tre vàng, một loại cây rất bình thường và mọc rất nhiều trong địa phận. Thanh ngang chia làm hai phần, bên trái là cành lá tre và bên phải là bông lúa nước, là hình ảnh quen thuộc với nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Hình ảnh thanh ngang xuất phát từ huy hiệu logo giáo phận Bắc Ninh. Ngoài ra, tấm khiên có nền xanh liên tưởng hình ảnh Đức Mẹ Mân Côi, với phần dưới hình ảnh nón quai thao tượng trưng cho vùng đất quan họ, và hai hình tượng từ kinh thánh, ngọn lửa, cánh đồng lần lượt đại diện cho sự chăm sóc cho đức tin các tín hữu chiếm 2% dân số, và bông lúa cánh đồng truyền giáo 98% còn lại tại giáo phận. Nói về sự tiếp nối và liên kết huy hiệu với giám mục chính tòa Hoàng Văn Đạt, cùng có nón quai thao và tre vàng, và đức giám mục Khang cho rằng yếu tố văn hóa là rất quan trọng và nền tảng để thi hành sứ vụ. Trong khi chờ đợi ngày lễ tấn phong, đấng bản quyền của giáo phận Bắc Ninh cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho đức tân giám mục Giuse. Xin toàn thể gia đình giáo phận cầu nguyện cho ngài và cho ngày lễ tấn phong được.